Chào bác nhá, hôm nay cửa hàng em về được thêm một con máy thổi lá cầm tay 4 thì nhá. Đấy, hàng Makita, con này mã của nó EUB4250. Con này là máy là 26cc 34 ly. Trọng lượng máy 5kg, hàng bãi về nhá. Đây, con này thì hôm nay về con máy thổi lá nó không đẹp bằng mấy con xuất sắc như mọi lần nhá. Xuất sắc như mọi lần thì hôm nay không về được. Đấy. Về được thêm con này này. Các bác nào đang muốn mua con máy cầm tay thổi lá mà hàng xăng riêng nhất riêng thì các bác có thể tham khảo con này nhé. Hàng này thì nó xài xăng riêng nhất riêng, rất là dễ dàng sử dụng. Chiếc máy này thì phù hợp cho các công việc như kiểu là thổi sân vườn, thổi sân bóng, hay là thổi làm bảo vệ, thổi môi trường, thổi lá cao su, thổi lá quế, thổi lá keo, thổi lá ba đó nhá. Những con này rất là tiện lợi, nó chạy rất là lợi xăng. 1 lít xăng thì nó có thể chạy được tầm 2 tiếng rưỡi đồng hồ nha các bác nhá. Đó, và đặc biệt máy 4 thì nó rất là dễ dàng sử dụng rồi. Đấy. Rất là dễ dàng sử dụng nhá. Như con này thì là hàng xài xăng riêng nhất riêng. Đấy, hàng 4 thì. Trọng lượng máy là 5kg. Giá bán con này là giá là 2.400.000 nhá, bao phí ship cho bác. Đấy, 2.400.000. Hàng 4 thì nó rất là chất, hàng 4 thì rất là chất, xài rất là dễ, rất là ngon. Và đặc biệt thì nó rất là êm. Rồi, em sẽ test cái con thổi lá 4 thì này cho các bác nhé. Đây, một tay test cho các bác luôn này. Rất là êm luôn các bác nhé. Rất là mạnh luôn. Rất là mạnh các bác nhá. Mạnh luôn. Rồi, có mạnh luôn các bác nhé. Đó. Bác nào quan tâm sản phẩm liên hệ tiếp qua số điện thoại 0976 123 370. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.